Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ với xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng cũng như dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá và thực tiễn thấy rõ những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thị trường. Trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà chỉ nghe thấy bọn Á quân Forex thế giới hay bọn trader triệu đô cũng như bọn nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường hoặc các thầy dạy Forex không chịu chứng minh thực tiễn mà chỉ ra ngoài dùng trading view vẽ vời phân tích về xu hướng đọc lệnh đưa ra chiến lược đưa lên giao dịch mà gọi đó là giao dịch live. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm mà thôi. Cả một chặng đường dài là những chuỗi giá trị chúng ta cần phải nhìn rõ thực tế và người đứng ra chia sẻ họ cần phải vận dụng áp dụng vào trong thị trường để chứng minh cho chúng ta. Các bạn có thể thấy rõ tài khoản này. Tài khoản này từ bao nhiêu đô? Anh nói cho mọi người biết. Dạ, từ 22 đô 45 cent. Rồi, bây giờ đến đây là bao nhiêu đô rồi? Giờ tổng cả lợi nhuận là 260... Gần 300 đô chưa? Gần 300 đô. Đó, thì bản thân các bạn có thể thấy rõ những giá trị mà tôi đang truyền tải, chia sẻ cho cộng đồng là những minh chứng cụ thể từ những chính những giao dịch thực tiễn ở trên thị trường cho bản thân các học viên cùng theo dõi và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia trải nghiệm, hãy nhìn nhận cho thật kỹ, đánh giá cho thật đúng, chứ đừng lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những giá trị mà ngay cả bản thân những kẻ đứng ra ngoài kia chia sẻ cho các bạn, chúng còn không chịu áp dụng vào trong thực tế, chúng còn không thể vận dụng vào trong thực tiễn ở trên thị trường. Vậy thì làm sao mà nhà đầu tư ra ngoài có thể giao dịch, vận dụng với những mớ kiến thức chỉ dùng mồm, dùng mõm để bán tín hiệu, đọc lệnh như vậy trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp. Đó, các bạn thấy rõ nha. Tôi vẫn đang nuôi nha. Ăn hàng trăm bíp rồi nha. Đó. Giao dịch được thì chúng ta cần phải chứng minh được. Còn giao dịch không được thì lấy cái gì ra mà để dẫn chứng. Đừng có tin vào đây, mấy thằng đánh theo chụp hình này mà tin. Chả có căn cứ đâu. Mà toàn demo đó, bạn đây rõ ràng anh xem rõ tài khoản của em không? Đi chơi là đi chơi, còn về nhà xem lệnh là xem lệnh. 22 đô đánh trong một ngày lên cả gần chục triệu đấy.
cho con. Có đâu ạ, có thì đã bấm trên Facebook với cả YouTube. À, chào anh em, để tôi lên một tài khoản khác nha.